Bây giờ mình đang ở Hồ Chí Minh, mình đang chuẩn bị đi ra sân bay để đi về Hàn Quốc. Thì kết thúc một cái kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam rất là vui. Hiện tại thì đang có cái virus corona đó các bạn, cho nên là mình cũng rất là lo. Mình sẽ cập nhật tình hình sân bay ở Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc cho mọi người cùng xem cái tình hình dịch bệnh khi mà chúng ta đi qua sân bay thì nó có khó khăn hay là có những cái gì khác không, để cho mọi người cùng tham khảo nha. Mình đã vào bên trong sân bay rồi, bây giờ thì uống một ly sô cô la nóng của đá, đợi lên tới giờ lên máy bay các bạn. Mình đã quay trở lại Hàn Quốc rồi. Cái video ngày hôm nay mình cũng muốn làm để cập nhật tình hình trong cái mùa dịch cúm corona này tại sân bay Việt Nam cũng như là sân bay Hàn Quốc có cái điều gì khác lạ hay để cho các bạn chuẩn bị mà bay qua Hàn Quốc thì cũng đỡ lo lắng. Thì khi mà các bạn tới sân bay Việt Nam nè, khi mà mình làm thủ tục á, nhân viên làm thủ tục sẽ hỏi chúng ta là trong vòng 14 ngày thì chúng ta có bay qua Trung Quốc hay không. Nếu mà mình không có bay thì mình không cần phải lo lắng gì cả, là họ cũng sẽ kiểm tra lại trong passport của mình. Không có bay thì không sao đâu các bạn. Và trong suốt hành trình bay, tất cả mọi người đều mang khẩu trang. Mình bay hãng Asiana Airlines là cái hãng của Hàn Quốc. Nhân viên phục vụ bay thì cũng tất cả đều mang khẩu trang và mang bao tay. Ngày hôm đó mình bay chắc mình đeo khẩu trang từ sáng sớm cho tới tối luôn á. Chỉ trừ cái giờ uống nước hoặc ăn là tháo ra rồi ăn rồi cài lại thôi các bạn. Và khi mà chúng ta tới sân bay Hàn Quốc thì mình cũng lo lắng là không biết là họ có kiểm tra hay là có hỏi han gì không. Nhưng mà khi mà tới sân bay Hàn Quốc thì không có hỏi gì hết, cũng không có hỏi mình là có bay qua Trung Quốc hay không. Nói chung là hoàn toàn bình thường, nhập cảnh bình thường các bạn. Cho nên là các bạn mà chuẩn bị sang Hàn Quốc thì không cần phải lo lắng gì cả. Mình không biết là những ngày tiếp theo thì có thay đổi gì hay không, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà chúng ta không có bị nóng sốt gì cả thì cái việc nhập cảnh rất là dễ dàng thôi. Khi các bạn mà đi ra sân bay, các bạn phải mang khẩu trang nè, và chúng ta hãy thường xuyên rửa tay nha. Nói chung là có thời gian cơ hội thì hãy rửa tay thường xuyên. Và khi các bạn lên máy bay á, khi mà máy bay có cánh xong xuôi thì các bạn cũng nên vào toilet ở trên máy bay và rửa tay sạch sẽ, hạn chế cầm nắm những cái vật dụng công cộng ở trong sân bay hoặc là trên máy bay. Trong cái ngày hôm đó mình bay á, khi mà mình bay lên mình được xếp ngồi chung với một cái ông chú, mà cái ông chú này mình nghĩ là không phải người Hàn Quốc và cũng không phải người Việt Nam, không biết có phải người Trung hay là người gì nữa, mà tại mình không có nghe nói chuyện á, mình mà cái chú đó lại không có nói tiếng Hàn. Nhưng mà cái chú đó lâu lâu lại ho, trời ơi là mình sợ muốn chết luôn á. Bây giờ cái mùa dịch cúm mà bây giờ ai mà ho lên một cái ha là mọi người đều nhìn hết, mà cái chú nó lại ho rất là nhiều nữa, nhiều lần nữa. Để kể cho mọi người nghe một cái việc mà lần đầu tiên mình được chứng kiến, tại vì bình thường mình bay qua Hàn Quốc rất là nhiều lần nhưng mà chưa có lần nào mà mình bắt gặp chó nghiệp vụ sẽ ngửi những cái vali của chúng ta. Khi mà sang Hàn Quốc thì giống như là có những cái đồ nào cấm á, thì chó nghiệp vụ nó được huấn luyện rồi nó sẽ nhận biết được. Khi mà mình tới sân bay Hàn Quốc rồi và trong cái thời gian mà đợi cái vali ra để mà mình lấy hành lý á các bạn, thì có chó nghiệp vụ tới. Lúc đó là mình, thật ra đó là lần đầu tiên mình thấy chó nghiệp vụ ở sân bay luôn á, chứ bình thường mình bay qua mình đâu có thấy đâu. Thì cái có một cái con chó nó sẽ tới, nó ngửi vali. Nói chung là đa số là sẽ ngửi của tất cả mọi người luôn. Mỗi chuyến bay nó sẽ có một cái cột hành lý riêng. Con chó này mình thấy là nó ngửi của cái chuyến bay từ Việt Nam sang, chắc là mình nghĩ là
thường thì người Việt Nam mình thường mang theo rất là nhiều thứ không được cho phép, ví dụ như đồ ăn này kia. Thì con chó nó mới tới ngửi một cái vali của một cái cô người Việt Nam này đứng kế bên mình. Trong cái giỏ đó thì có rất là nhiều thứ không được cho phép, chắc là đồ ăn mình nghĩ là như vậy. Bình thường người Việt Nam mình mà qua là thường mang theo rất là nhiều đồ ăn, như là trong dịp Tết này thì mang bánh chưng, bánh dày, bánh tét đồ đó, mà có cái nhân thịt là cũng không có được mang đâu các bạn. Hoặc là những cái sản phẩm từ thịt, ví dụ như chà bông hay là xúc xích này kia cũng không được mang. Mà trong cái lần trước á, mình quay video cho các bạn xem, mình mang rất là nhiều thứ từ Việt Nam sang, có những cái đồ không được phép mang đâu. Cái đó là mình hên thôi, mình mới được mang đó các bạn, chứ không phải là tất cả mọi thứ đều được mang theo đâu. Cho nên là các bạn khi mà chuẩn bị đi qua hàng á, mà những cái thứ nào mà các bạn phân vân không biết có mang hay không á, thì cái đó cũng hên xui à. Nếu mà mình mang theo á, thì là mình cũng chịu hên xui thôi, 50% thôi. Nếu mà các bạn đi cùng với người Hàn á, thì cái nguy cơ bị kiểm tra cũng rất là ít. Người ta kiểm tra từ những người Việt Nam qua, những người Hàn thì ít bị kêu là kiểm tra hơn. Và không chỉ một mình cái cô đó bị kiểm tra, mà có rất là nhiều cô người Việt Nam khác cũng bị kiểm tra vali. Sau khi chó nghiệp vụ ngửi thấy có gì đó rồi, thì cái nhân viên sân bay sẽ cái cọng dây cột cái vali đó lại, và sẽ dẫn cái người đó đi sang một cái khu khác, mình nghĩ là để sẽ mở vali ra. Cái này mình chưa có gặp trường hợp nào mình bị giữ lại, cho nên là mình cũng không biết cái thủ tục tiếp theo sẽ bị có bị phạt hay là bị gì không nữa. Cho nên các bạn khi mà bay đi bất kỳ nước nào thì cũng nên kiểm tra xem là nước đó cho phép mang gì và không cho phép mang gì, để chúng ta có một chuyến bay thật là suôn sẻ, không phải bị giữ lại sân bay, cũng như là nhiều khi không bị đóng tiền phạt nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video của mình. Trong thời gian mình không đăng video thì cũng có nhắn tin và hỏi là khi nào mình có video mới, thì cảm thấy rất là có lỗi luôn. Cái tần suất mà đăng video của mình thì ngày càng thưa dần. Ngày xưa là mình đăng một tuần 2-3 video luôn, sau đó thì từ từ giảm xuống một tuần một cái video, còn bây giờ là 2-3 tuần một cái video. Cái việc mà không ra video thường xuyên cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến kênh của mình, cái lượt xem giảm rất là nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình, dù cho là ra video thường xuyên hay là không thường xuyên. Các bạn nếu thích video này thì hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình nha. Và các bạn có thể follow Instagram của mình ở dưới đây, cũng như là Facebook nữa. Khi YouTube thì lâu quá không có video thì các bạn cũng sẽ không biết là trong thời gian này mình làm gì. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye bye.